Báo cáo tại hội nghị tìm giải pháp thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu sầu riêng bền vững diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh vừa qua, một con số đáng suy ngẫm được nêu ra. Mặc dù cả nước đã cấp đến 708 mã số vùng trồng sầu riêng, nhưng có tới gần 50% trong số đó không được cơ quan quản lý giám sát. Nguyên nhân hơn 50% mã số vùng trồng sầu riêng không được giám sát là do nhiều địa phương chưa chủ động trong việc kiểm tra, giám sát mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói hay nếu có thì việc thực hiện vẫn còn lòng lẻo, hình thức do đó để việt nam trở thành một nhà xuất khẩu uy tín cần nâng cao hơn nữa các tiêu chí về chất lượng sản phẩm quản lý tốt vùng trồng cơ sở đóng gói hạn chế tối đa các trường hợp vi phạm về kiểm dịch thực vật thậm chí cả việc thu hái cả sầu riêng xanh để xuất khẩu